cũng khá đó chứ. Bác Khôi, con lấy cây gậy của tao làm gì vậy? Anh thử bước qua đây đi. Không được đâu. Anh đừng sợ, thử bước qua đây đi. Không được đâu. Không có cái gì là không được hết. Anh chưa thử qua sao lại sợ? Anh là võ đang chưa lục hiệp, sao lại sợ bị té? Mấy tháng này thì cảm ơn cô tới chăm sóc cả mỗi ngày. Sao anh lại nói chuyện cái sao như vậy? Là thiệt đó. Nếu mấy ngày này không có cô, ta thì không biết là sao. Các người còn chưa biết, anh đã đi được rồi. Mình vô trong cho họ biết, để họ vui mừng nha. Tiểu thư, lão gia đã về rồi, cô hãy mau vô đi. Dương tạ sư. Cha. Bác Khôi, ăn lục hiệp thì hồi phục mau quá hả? Phải đó, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ tập võ lại được. Cũng là nhờ vô kỹ thôi. Lục thúc thì khách sáo quá, chú bị thương thời gian gần đây nên khôi phục lại mau hơn. Dương ăn lục hiệp ngồi xuống đi. Tam sư bá, có lẽ bác sẽ khôi phục chậm hơn. Vô kỵ à, bác đã bị thương hăm mấy năm, vô cũng được khỏe lại, cũng không có sao đâu. Tam bá, bác sẽ khỏe lại mà. Cho dù chưa chắc khỏe lại được như xưa, nhưng chắc chắn khá hơn bây giờ. Chừng đó có lẽ bác phải dùng cây gậy. Giờ bác đã mãn nguyện lắm rồi, vô kỵ à. Dương tạ sư, nhắc giả các người rồi. Không dám. Chỉ tiếc là không dò ra hành tung của Triệu Minh. Nhưng lại nhất là không có tin tức gì về hoạt động của cổ. Nhưng mà dựa trên việc mà cổ tới phá võ đàn lần trước, chắc chắn là có dính líu tới kiều đình của Mông Cổ. Mỗi lần cổ xuất hiện đều rất đông người đi theo, và có nhiều cao thủ võ lâm chịu sai khiến. Tin rằng thế lực sau lưng không ít đâu. Mình phải tìm ra lai lịch của cổ. Nếu còn dung túng cổ, ai đằng xa hại đến võ lầm. Tiếc là giờ cổ lại biệt tâm, biệt tích. Chuyện này mình không cần quá lo. Triệu Minh bắt vô kỵ hứa làm ba việc, sớm muộn sẽ trở lại tìm vô kỵ. Thái sư phụ, Bạch Mi Ương Dương lại về. Có gì mình giỏi. Ông hồi nặng mình giỏi. Ông ngoại thưa cậu, về đúng lúc quá. Chuyến đi ra sao? Chúng tôi tới vùng Giang Nam, liên lạc các giáo hữu của Thiên Ân giáo, nói ra hướng đi của Minh giáo cho họ biết. Họ rất khâm phục sự anh dũng của giáo chủ đó mà. Phải đó, họ đi đồng lòng ủng hộ cho Minh giáo của mình. Hay lắm. Thái sư phụ. Vô kỳ. Thái sư phụ lo cho đại sư bá. Phải. Tôi biết được họ lọt trong tay của Triệu Minh, nhưng mà chưa biết sống chết và ở nơi nào. Ta thì là lo lắng quá. Thái sư phụ không cần lo lắng. Đợi mấy ngày nữa cháu làm xong mấy việc lặt vặt thì sẽ xuống núi tìm hành tung của các sư thúc sư bá. Các sư thúc sư bá xưa nay coi cháu như là cháu ruột. Cho dù lần này khó khăn cách mấy, cháu cũng phải dẫn các sư thúc sư bá về gặp thái sư phụ. Tốt. Vô đi. Giáo chủ. Tả sư. Khuya vậy mà giáo chủ chưa ngủ sao? Ngươi cũng vậy.
Khuya rồi còn làm gì đó? Thuộc hạ đang soạn lại một cuốn sách nói về lịch sử của Minh giáo mình. Xin giáo chủ chỉ tránh dùm cho. Nhưng đại sứ khách sáo quá. Đại sứ văn võ song toàn, tại hạ mới nhiệm trọng chức này, được đại sứ giúp đỡ thì là thọ ích rất nhiều đó. Giáo chủ nặng lời rồi. Anh nè, giáo chủ khi về tới tìm ta có chuyện sao? Không sai. Trong giáo có việc gì xảy ra sao? Không phải việc trong giáo, là chuyện chung thân của em Bất Hối. Tánh mạng của Bất Hối là do giáo chủ mang lại. Hay cho con thuộc hạ cảm kích vô cùng. Giáo chủ có lời dặn dò, chúng tôi đã dám không theo. Xin nhiều tại sứ đừng nói vậy. Được hai cha con người tín nhiệm tại hạ thì là rất vui. Chuyện này là vậy. Có một hôm em Bất Hối kể tâm sự với cổ với ta. Nếu hai người họ tâm đầu ý hợp thì hôn nhân này không những là một chuyện tốt mà còn hóa giải được ân oán đời trước. Không biết tại sứ nghĩ sao? Giáo chủ ký là mai cuộc hôn nhân này. Đủ thấy giáo chủ bằng tâm tới hai cha con ta biết chừng nào. Vậy ta chúc mừng tại sứ trước. Cảm ơn. Tăng Lan mời sư phụ dùng trà. Sư phụ mời dùng trà. Xin nhận được ở một lần. Đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Tăng Lan mời Dương lão gia dùng trà. Nhạc phụ đại nhân mời dùng trà. Xin nhận có một lại. Không cần nhiều lễ. Đứng dậy. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Anh này nè, còn giáo chủ nữa. Phải đó, còn giáo chủ nữa. Đúng rồi. Không được. Du Kỳ không dám nhận đâu. Ê, giáo chủ. Xét theo dày bậc trong sư môn, giáo chủ không nhận được lại này. Nhưng mà giáo chủ lại là ông Mai nữa. Nhận một lại này, đâu có gì là không được. Không được. Hôm nay đâu phải là giáo chủ gả con. Tôn sư trọng đạo, tam sư bá mới nên nhận lại này. Phải. Tam ca, xin nhận của Lục Đệ một lại. Lục Đệ, bữa nay là ngày lành của đệ. Tam ca rất là vui mừng. Bất Hối là một cô gái tốt. Từ nay đệ phải đối đãi đàng hoàng. Chân đại sư huynh nhảy sư huynh về, đệ phải làm lễ bù lại cho họ nha. Tam ca, Lục Đệ sẽ làm theo lời Tam ca dặn. Chỉ mong là tới chừng đó Tam ca sẽ hồi phục lại và đi lại được như xưa. Tam ca, Đứng dậy đi. Cảm ơn Tam ca. Giáo chủ, lần này chúng tôi xuống Giang Nam nghe được một tin rất bất lợi cho Minh giáo. Hội đồng cao thủ của Lục Đại phái do Minh giáo mình giết hại. Có chuyện này sao? Thực ra đám người nào đã giá họa cho mình đây hả? Cần gì phải hỏi nữa chứ. Cao thủ của Lục Đại phái bị Triệu Minh bắt đi lời đồn này thì do nó tung ra chứ gì. Cần gì phải hỏi chứ. Ông ngoại, ngoại còn dò được tin gì khác không? Giáo chủ, gần đây lính Nguyên cướp của giết người khắp nơi, hơn nữa vùng Giang Nam đang gặp tai biến, lòng dân hoảng sợ. Cho nên các nơi đều có khởi nghĩa, và mỗi lần khởi nghĩa anh em Minh giáo mình đều có tham dự. Cho nên anh em Minh giáo mình chết rất nhiều. Họ chỉ là những người rời rạc, mang bọn nhân huyết, không làm ra được gì. Theo ý của Bằng Tăng, hay là mình triệu tập các thủ lãnh của Minh giáo mở một đại hội. Một là ban ý giao hữu với các phái của giáo chủ, đồng tâm hiệp lực chống giặc Hồ. Hay là giữ việc điều tra người của Lục Đại phái bị mất tích, cũng được dễ dàng hơn nhiều. Ý của Bình đại sư khá lắm. Có gì có ý kiến gì không? Ta cũng đồng ý việc này. Anh này giáo chủ, giáo chủ định mở đại hội này ở đâu? Sở dĩ Minh giáo có được ngày hôm nay, có hai người mà ta sẽ mãi mãi không quên. Một là Diệt Cốc Y Tiên, Hồ Thanh Ngư tiên sinh, hay là Thường Dự Sơn Thường đại ca. Đại hội bổn giáo lần này ta định chọn ở Hồ Diệp Cốc. Ê, hay quá. Tên thấy chết không cứu đó hả? Nhớ năm xưa thường gây lộn với ta đó. Bạn bè lâu năm giờ hắn chết đi, tới một hắn lại ba lại cũng là việc tốt chứ hả? Anh này giáo chủ, theo giáo chủ lúc nào mở đại hội là thích hợp nhất hả? Hay là 15 tháng 8 năm nay, cách đây còn 3 tháng nữa,
ta nghĩ đủ thời gian cho mình chuẩn bị. Được, ta đi thông báo cho các thủ lãnh ngay. Còn nữa, thông báo những anh em mình giáo, ngoài những phó đường chủ trú ở các phân đường, từ hương chủ trở lên đều phải có mặt. Đừng bỏ quên lãnh Khiêm trên đỉnh Quang Minh, chừng đó mình sẽ cùng nhau thương nghị đó. Dạ giáo chủ. Tả sứ, người mới lên chức cha vợ thì giao cho người một đống việc làm, thiệt là xin lỗi nha. Giáo chủ thiệt khách sáo quá. Thưa thái sư phụ, con xin cáo từ, xin hãy bảo trọng. Được. Cha, mọi việc xin hãy cẩn thận. Tên gì vậy? Giáo chủ có lệnh triệu tập các thủ lãnh trên chức hương thủ vào 15 tháng 8 tới Hồ Diệu Cốc để bàn việc tiêu diệt Nhàn Nguyên. Ồ, vậy thì hay quá. Vậy bá tánh thiên hạ bị cảnh lầm than, lòng dân phẫn nộ, đúng là một dịp mai cho mình đuổi giặc Hồ lấy lại sơn hà. Bằng kế chống lại lính Nguyên đã đến thời cơ rồi đó. Chú đại ca, giờ cách 15 tháng 8 còn một tháng nữa, chúng ta phải lên đường ngay đó. Không sai. Nhưng mà gần đây lính Nguyên lập nhiều trạm xét kiểm soát nghiêm ngặt nhằm mục đích cẩn thận. Có lẽ mình nên cải trang chia nhau lên đường. Đứng xe này. Gì vậy hả? Đại gia, có gì từ từ bàn lại. Các vị muốn tiền thôi, chúng tôi đưa ra được rồi. Xin đừng giết hại chúng tôi nha. À đúng đó, đúng đó. Các người đừng sợ, chúng tôi không phải là giặc đâu, chỉ muốn hai người làm ít việc thôi. Làm xong sẽ thả hai người thôi. Đại gia, làm chuyện gì vậy? Ờ đúng rồi, làm gì vậy? Không được hỏi nhiều, ta biểu làm gì là làm đó. Ai mà nhiều chuyện thì ta giết ngay. Đại gia, người nói sao đây vậy nha? Đừng cho ta. Nó tới hả? Ờ, còn 3-4 canh giờ nữa là tới ngay. Ai, mong tới sớm cho rồi. Để chuyện này, cái vụ này thiệt là không phải dễ nuốt đâu. Ai, còn nữa, nếu bị các hòa thượng kia chạy thoát, sẽ bị chết cả nhà đó. Nói cũng đúng. Yên chi đi, mấy tên hòa thượng đó đang thuốc của mình rồi. Tay chân đây bị bủn rủn, đâu có còn hơi sức nào nữa. Đuổi họ đi họ cũng đi không nổi nữa đó. Nhắc tới tôi mới nói nha, thuốc đó ghê gớm thiệt đó. Phương trường không gian đó nghe nói võ công ghê gớm lắm, nhưng uống thuốc của mình vô lập tức như cua mất càng, không làm ra được cái gì hết. Chủ nhân thì là tính toán hay quá hả. Nhưng một chút mưu thôi thì trưởng môn thiếu lâm võ đan các phái đều lột vào tay cả. Ta thì là khâm phục. Lần này mình kéo ma giáo xuống nước luôn, mình cứ chóng mắt coi chơi. Ây da, trời đau quá. Ây da, mình chưa phép đi chút gì đó. Tôi nín vô nãy giờ lâu lắm rồi à, bây giờ khó chịu lắm. Nè, đó. Sao là hai đứa đi một lượt vậy hả? Nè, đừng có dở trò trước mặt chúng ta nha. Không phải đâu, mà đại gia, không không gặp tôi đâu, vợ. Coi bộ tụi nó không dở trò đâu hả? Ơi, mau đi à. Nè, hai đứa bay canh chừng họ. Đi mau lên nha, đừng có dở trò. Đi lên nha, đi mau. Mau lên nha. Đứng rồi, đừng mau lên. Đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da.
chuyện này của bộ không đơn giản đâu. Thầu bắt cấp cả phương trường của Thiếu Lâm, người chủ mưu sau lưng chứ không phải thứ vừa. Chuyện này còn dính líu tới bổn giáo mình đó, mình không thể bỏ qua như vậy đâu. Vậy ngươi thấy phải làm sao? Ta nghĩ cứu không gian đại sư trước, rồi sau đó mình bắt họ tới trả hỏi nha. Không được, vì chỉ có hai đứa mình thôi, lỡ cái gì sơ suất là làm hư việc lớn đó. Ta nghĩ hay là tạm thời mình để yên, cứ theo dõi tiếp, không chừng sẽ có phát hiện mới đó. Ừ, chú đại ca nói rất đúng. Ê, được chưa? Làm gì mà lâu quá vậy? Được rồi. Thiệt là. Xuân sẻ chứ? Xuân sẻ. Người đâu? Ở đây. Không ngờ võ đang Tống đại hiệp cũng lọt vào tay của ta. Chúng ta lên đường mau, nếu mà chậm trễ chúng nhân sẽ tới mình đó. Dạ. Lập tức lên đường. Đi. Mau lên. Nhanh lên. Nằm mới thả chúng tôi đây hả? Dám gì vậy? Chừng nào thả được người thả, đừng nhìn gì nhau. Vô, vô, đi mà lên. Đi, đây. Vô, đi mà lên. Đi. Mà lên, mà, vô, vô. Đi ra. Thật là họ muốn cái gì chứ? Nhốt mình trong này không cho mình về. Không cần nôn nóng, họ không nhốt mình lâu đâu. Ta nghĩ sẽ thả mình thôi. Thả hả? Chừng nào mới thả chứ? Nhà ta còn vợ còn con nữa đó. Ta nghĩ họ không thả mình đâu, họ sẽ giết người bịt miệng. Vậy mình phải tìm cách thoát thân mới được. Nhưng không thể cho họ phát giác được. Nếu bị mánh rồi, họ sẽ đưa các cầu thủ Thiếu Lâm và Võ Đan đi nơi khác đó. Ừ. Ta có cách đây. Ừ. Thật ra hai vị không cần lo lắng, họ nhất định sẽ thả mình mà. Nhìn ra mình vậy sao được? Hay vậy. Nhớ nha, giết hết tất cả, không chừa một ai hết. Dạ. Sao lại như vậy? Ừ, sao bị gạch mặt hết vậy?
Chắc là giật tiền rồi đánh lộn chứ gì. Họ đúng là dân nham hiểm, ác độc quá. Vậy càng tốt, mình đỡ phải mất công, đỡ phải làm dơ dao mình. Báo cáo tổng quản, quần chúa Gia Lâm. Mau ra nghiêm nó. Dạ. Thăm kiếm quần chúa. Cao thủ Lục đại phái đã trở về hết chưa? Bẩm quần chúa, đã trở về hết đây rồi. Giờ đang nhốt trong tháp. Dọc đường có gặp rắc rối gì không? Mọi việc suôn sẻ. Khá, khá lắm. Bây giờ dẫn ta đi coi hội ngay. Dạ. Tha kiếm quần chúa. Dạ. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng huynh. Minh à, giờ con bắt cao thủ của Lục đại phái, con làm ra sao rồi? Khẽ bấm phụ hoàng, cao thủ Lục đại phái đã bị bắt hết, bây giờ đang nhốt trong vạn ăn tự. Làm khá lắm. Đa tạ phụ hoàng. Hôm nay hoàng muội, cao thủ của Lục đại phái ai nấy võ công đều cao cường, thật ra em đã dùng phương pháp nào mà có thể bắt hết được bọn họ vậy? Em chỉ dùng ít mưu kế thôi. Em đã bỏ thập hương nhuyễn ngân tán lên cơm của họ. Thập hương nhuyễn ngân tán vô hương vô vị, không ai ngờ được em đã đi kế này, cho nên đã mắc bẫy của em. Sau khi họ trúng độc, toàn thân bị bủng rủng, không thể dùng nội lực được nữa. Em đã không mất công mất sức mà còn bắt trọn ổ của họ. Kế hay, hoàng muội thiệt là thông minh. Minh à, trên giang hồ có ai nghi ngờ tới mình hay không hả? Dĩ nhiên là không. Từ khi mình giáo họa cho Minh giáo, anh ấy đều tin là thật. Minh giáo đã thành công địch của họ rồi. Ha, hay, thiệt là hay quá. Thành phố, người tới đúng lúc quá. Tham kiến hoàng gia, tiểu hoàng gia, quận chúa. Vừa rồi tiểu nhân nghe quận chúa nói vậy vui mừng khôn tả. Nếu có gì mạo phạm xin bỏ qua cho nha. Thành công, cao thủ của Lục đại phái đã lọt vào tay của mình rồi. Hoàng gia, kế một đá chọi hai chim của tiểu nhân có lẽ sẽ thành công rồi. Thành công, ngươi thiệt là đa mưu túc trí đó. Nhưng mà ngươi đã lập nhiều công lao cho triều đình Mông Cổ, ta sẽ thưởng ngươi một vạn lạng vàng. Cảm ơn hoàng gia. Phụ hoàng, và các môn phái đều nghi ngờ chuyện này là do bọn ma giáo gây ra, cho nên con nghĩ rằng không lâu họ sẽ tàn sát lẫn nhau. Chừng đó mình sẽ thủ lợi ngư ông, tiêu diệt hết các đại môn phái và bọn ma giáo này. Nếu sang bằng được ma giáo thì thiệt là chuyện hớn hở. Lần trước trên đỉnh Quang Minh ta đã tiết lộ thần thể, đành phải giả chết thoát thần. Lần này coi như đã trả thù đó rồi. Cao thủ của Lục đại phái và Minh giáo xưa nay là mối họa của mình. Lần này dẹp được cả hai cùng một lúc thì mình sẽ khống chế được Trung Nguyên. À, phụ hoàng à, vậy mình làm sao xử lý họ đây?
Hạ Phụ Hoàng, theo ý của con, hay là mình giết sạch bọn họ để trừ hậu hoạn? Không được, Lục đại phái anh ấy đều võ công cao cường, nếu mình khuyên phục được họ giúp việc cho triều đình thì sẽ có nhiều bổ ích hơn. Nhưng xưa nay họ bất mãn với triều đình, coi bộ không dễ khuất phục đâu. Nửa dụ nửa hiếp, họ sẽ phải khuất phục thôi. Phụ hoàng, xin cho Triệu Minh thử đi. Con Minh à, xưa nay con cứng cự lắm. Dễ được, chuyện này giao cho con. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đừng bao giờ nới ta nha. Dạ, phụ hoàng. Hoàng gia, giờ Thiếu Lâm như rắn không đầu. Tiểu nhân muốn trở về Thiếu Lâm đoạt chức vương trưởng khống chế Thiếu Lâm. Bên Thiếu Lâm có người chủ trì, ta càng yên tâm. Cần cho quân sĩ, hiểu ngươi về không hả? Cảm ơn ý đại của hoàng gia. Giờ Thiếu Lâm chỉ còn là thứ tiểu quỷ thôi, một mình tiểu nhân dư sức đối phó họ rồi. Chúc ngươi sớm ngày thành công. Đa tạ hoàng gia. Sư huynh, Phương Trường và các sư huynh đâu rồi? A Di Đà Phật, Phương Trường và các sư huynh đã viên tịch về trời. Họ đã chết rồi. Giờ bị chết rất thảm thương. Tại sao vậy? Hôm đó chúng ta tấn công đỉnh Hoàng Minh, đáng lẽ là suôn sẻ lắm, nhưng đột nhiên chạy ra Trương Dục Nghị. Hắn không những võ công cao cường, còn ra tay ác độc. Sau khi đánh bại Phương Trượng mình, đã thừa cơ lấn tới đánh chết hết các phương trượng các người. Ta thấy tình thế nguy ngập, đành giả chết thoát thân mới thoát được tai kiếp này. Thì là tức chết. Các gì? Chúng ta phải đi tìm Mai Giáo trả thù cho Phương Trượng. Phải trả thù, trả thù. Tất cả nghe đây, giờ Thiếu Lâm đã bị tổn thương nặng, nếu tìm ra Mai Giáo trả thù, ai rằng chưa đủ sức đâu. Sư huynh, huynh nói vậy là đưa cao người ta lên thôi. Không lẽ với sức của Thiếu Lâm mình đánh không lại Ma Giáo hay sao hả? Sư đệ, mình không thể khinh địch được. Ma Giáo không đơn giản như đệ tưởng tượng đâu. Huynh nói vậy không lẽ không cần trả thù cho Phương Trượng sao? Thù nhất định thì phải trả, nhưng mà việc cấp bách là mình phải bầu ra một phương trưởng chủ trì đại cuộc để dẫn lại Thiếu Lâm. Sư huynh nói đúng lắm. Không được, phương trưởng vừa mới về trời, chuyện bầu phương trưởng phải đợi mai mốt mới bàn được. Quyết không thể chậm trễ nữa. Giờ Thiếu Lâm đang gặp nguy nạn, hơn nữa như rắn không đầu, Thiếu Lâm dễ bị người ta thừa cơ đột nhập lắm. Nói đúng lắm, ta đồng ý làm vậy. Vậy huynh thấy nên bầu ai là phương trưởng hả? Không cần bầu nữa, đây chỉ có Diên Chân, sư huynh có tuổi cao nhất, võ công giỏi nhất, dĩ nhiên phải do ảnh đảm nhiệm rồi. Ta hứa sẽ tận hết sức mình, chết rồi mới thôi. Nhưng mà nếu có ai không phục ta thì có thể ra thì đấu với ta đây. Nếu như kẻ đó thắng, kẻ đó sẽ là phương trưởng. Diệt tuyệt sư thái, đi theo chúng tôi. Đưa ta đi đâu? Lát nữa ngươi sẽ biết mà. Ê, buông tay. Ta tự biết đi mà. Quỳ xuống. Nghe đồn Diệt Tuyệt sư thái bẩm tính kiêu ngạo, xưa nay không quỳ lại một ai. Bữa nay cũng phải bị nông nổi này. Nếu ta còn nỗ lực trong người hả, làm gì tới phiền người hỗn láo. Vậy người có muốn khôi phục lại nỗ lực của người không? Ma nữ, bắt hết chúng ta về đây, thật ra muốn gì hả? Đơn giản lắm thôi, ta chỉ cần các người tận trung với triều đình. Nếu như các người đồng ý, ta sẽ được thuốc giải ngay, và các người của phái Nga Mì cũng sẽ được thả hết.
vinh hoa phú quý từ nay sẽ được tận hưởng. Thi biểu lão đi làm tay sai cho Mông Cổ hả? Ngươi tìm lão người rồi. Sư thái, một mình ngươi sao chống cho nổi? Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Mà nữ kia cấm miệng lại. Ngươi biết chống lại ta sẽ có hậu quả gì không? Sĩ khả sắc không khả nhục, lão ni này không phải kẻ sợ chết đâu. Tiếc là ta không để cho ngươi chết dễ dàng đâu. Ngươi càng cứng cổ thì ta càng phải thử sức với ngươi. Từ nay trở đi, đừng cho bác một hộp cơm, một giọt nước cũng không cho uống. Dạ dạ. Ta coi ngươi còn dám đấu với ta nữa không. Dạ bà xuống. Quận chúa, có cần giải bọn người võ đang tới đây không hả? Không cần, ta sẽ đích thân đi tới đó. Đứng dậy, chủ nhân của ta có chuyện nói với người. Đứng dậy. Quân thế này không được vô lễ với các bạn của võ đàn. Dạ. Ra ngoài làm vài món đồ ăn vô đây tiếp đại các bạn anh hùng của võ đàn. Tại sao còn đứng đây? Dạ. Các vị, nếu có gì tiếp đãi không chu đáo xin cứ nói rằng, đừng khách sáo. Người không cần giở trò nữa. Người muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Tống đại hiệp, tại hạ thì có lòng thành mà, sao lại nói là giở trò gì? Tại hạ rất ngưỡng mộ võ công của phái võ đan từ lâu. Bây giờ triều đình đang cần nhân tài, mong các vị góp sức cho triều đình, tạo phước cho nhân dân. Tấm bậy, ngươi đừng có hồn. Không sai, đệ tử của võ đan ai nấy đều đội trời đạp đất, quyết không làm tay sai cho Mông Cổ. Các vị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ Trung Nguyên là thiên hạ của Mông Cổ rồi. Có câu kẻ biết thời thế là tuấn kiệt, các vị không nên cố chấp như vậy nữa. Thật ra ai làm hoàng đế cũng vậy thôi. Nếu các vị làm việc cho triều đình, chẳng khác gì là giao đại quyền cho các vị. Các vị nói có đúng không? Không cần nói nhiều, muốn giết thì cứ giết đi. Mà nữ kia, đừng nói thêm nữa. Tôi ra. Ngưng tay, không được vô lễ. Các vị đại hiệp quả nhiên là hảo hán, tại hạ rất khâm phục. Nhưng chuyện tới nước này không phải là lúc xưng anh hùng nữa. Xin các vị hãy suy nghĩ kỹ lại lời của ta. Vài hôm nữa, ta mong các vị có trả lời tốt cho ta. Chúng ta đi. Quận chúa, xin tha cho tiểu nhân nhiều chuyện. Quận chúa có vẻ khoan hồng đặc biệt cho bọn võ đan đó. Vậy sao? Võ đan có thế lực nhất định trên giang hồ, đương nhiên phải lễ phép một chút. Nhưng mà tiểu nhân thấy họ như các môn phái khác đều rất là ngoan cố. Nếu không cho họ ném mùi, e rằng họ khó khuất phục lắm. Các người không được làm mẫu. Nếu phái võ đan mất một cọng tóc thì các người sẽ gánh hết. Dạ. Đám người này chết tới nơi rồi mà còn ngoan cố vậy hả? Phu Hoàng, nếu đám người này không chịu quy hàng hay là mình giết sạch chúng nó đi thì là xong chuyện chứ gì. Phu Hoàng, xin cho Triệu Minh thêm một thời gian nữa. Triệu Minh muốn thử một lần nữa. Hoàng Mũi, anh nghĩ không cần nữa. Dù cho em đi khuyên họ cũng là uổng công mà thôi. Mình còn ơi, anh của con nói đúng lắm, con đừng làm phí ngày giờ nữa. Nhưng Triệu Minh mong được thuyết phục họ. Hơn nữa Triệu Minh có một yêu cầu quá đáng. Mình nói đi. Cao thủ lục đại phái ai nấy đều võ công cao cường, khó mà lường được. Triệu Minh muốn thừa dịp này học sở trường của họ. Đến lúc học xong, phụ hoàng mới giết họ cũng chưa muộn mà. Xin phụ hoàng ân chuẩn. Mình còn, qua đây. Phụ hoàng thấy còn khổ tâm như vậy, đồng ý còn. Đa tạ phụ hoàng. Cảm ơn các vị cô giúp. Ngươi là thường đại ca. Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ đây. Vô Kỵ, bái kiến gia chủ. Thường đại ca, đây là hai anh em trong Minh giáo mình, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dược Phúc Dương Duy Nhất Tiêu. Bái kiến nhiều tả sứ, bái kiến nhiều phúc dương. Anh em mà không cần sao. Vô Kỵ, không ngờ gặp lại ngươi ở đây. Anh em, sao ngươi một mình ở đây vậy? Ta có một sân trại ở đây, trên núi này thôi. Hằng ngày thường cướp của nhà giàu,
đem nhờ bà cướp của giúp cho bá tánh dân nghèo ở vùng này. Bọn Lý Nguyên đã trước mắt từ lâu, không ngờ bữa nay là bị họ mai phục. May là có ba vị cứu giúp. Ai này, hay là lấy xương trạm mình uống chén rượu nha. Ta thuộc cự một kỳ trong thất sắc kỳ, thừa lệnh trưởng kỳ sứ tới đây chiêu binh mãi mã. Ai về tới đây gặp hoạn nạn, đời sống dân chúng đau khổ. Ta thấy cảnh này nên tụ tập anh em dựng một sân trại trên núi. Mấy năm gần đây ta đã góp sức mọn mình cho bá tánh vùng này. Thường đệ ca làm gì thiệt đáng ca ngợi. Thì ra thường huynh đệ ẩn cư ở sân trại, ít ra bên ngoài. Hèn chi chúng ta mở đại hội nơi Hồ Diệp Cốc mà ngươi không biết. Có lẽ đây là trời xui đất khiến đó. Anh em thường huynh đệ, có biết tại sao giáo chủ chọn Hồ Diệp Cốc để mở đại hội không ạ? À? Vì năm xưa ở Hồ Diệp Cốc, Hồ Thanh Ngưu tiên sinh và thường huynh đệ có ơn cứu mạng với giáo chủ. Giáo chủ nhớ mãi việc này nên chọn nơi đó mở đại hội. Thưa đại ca, nếu năm xưa không có người và Hồ tiên sinh, Trương Vô Kỵ đã bị chết từ lâu rồi. Giáo chủ quá nặng lời. Ơn cứu mạng của thường đại ca, Trương Vô Kỵ này không biết trả sao. Ta kính người một ly. Tốt, chúng ta cạn ly. Thưa đại ca, ngươi còn nhớ năm xưa trên thuyền sông Hán có cứu một cô nương nhỏ không? Nhớ chứ, cô nương đó là Chu Chỉ Nhược mà. Gần đây ta gặp lại cổ, cổ đã trưởng thành rồi đó, và còn là một cô nương giỏi võ nữa. Ta nghĩ nếu gặp lại cổ chưa chắc nhận ra đâu. Anh nè, giờ cổ ở đâu? Cổ và các môn phái khác bị mất tích, trên giang hồ đồn là do Minh giáo mình giết hại. Giờ mình một mặt tới Hồ Diệp Cốc, một mặt đi tìm đồng mối. Chúng ta đã hẹn gặp mặt ở Hồ Diệp Cốc rồi. Tốt, nếu là vậy chúng ta cùng nhau lên đường Hồ Diệp Cốc. Được. Nè, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Uống. Cạn ly. Tham kiến giáo chủ. Các huynh đệ, ông ngoại, thưa cậu. Giáo chủ. Giáo chủ, ta đang lo giáo chủ không kịp tới trước ngày 15 tháng 8. Anh em đã tới vài ngày rồi, ai nấy đều hớn hở. Anh em Minh giáo đã từ lâu không được vui như vậy. Bắt các vị đợi lâu thì xin lỗi các vị. Huynh đệ các lộ đã đông đủ chưa? Đã tới gần đủ hết rồi, còn một số ít có thể vì đường xa nên tới muộn thôi. Giáo chủ, thiệt hay quá. Năm xưa Minh giáo chia năm xẻ bảy, hôm nay đã đoàn kết lại rồi. Kế hoạch kháng nguyên của mình lần này nhất định sẽ thành công. Không sai. Anh em giáo chủ, sẵn bây giờ còn sớm, mình đi phun nước cho Hồ sư bá và kỹ của nương đi. Hiệp phụ, Bắc Hối và An Lục Hiệp đã trở thành vợ chồng, mối thù xưa cũng đã được quá giải rồi. Em có thể nhắm mắt nơi suối vàng được rồi. Giống mặt nơi này bấy lâu, giờ trở lại rất có nhiều thay đổi. Năm xưa ta dẫn em Bắc Hối đi khỏi chỗ này, hoảng hốt sợ hãi. Không ngờ trở lại nơi này, có chim hót có hoa thơm, thiệt như qua một kiếp khác. Vợ chồng Hồ Thanh Ngưu có một nơi chôn cất tốt như vậy chắc cũng được nhắm mắt rồi phải không hả? Bẩm giáo chủ, đệ tử thuộc Hồng Thủy Kỳ, Chu Nguyên Chương tự đặt cầu kiến. Mời vào. Dạ. Tham kiến giáo chủ. Từ đại ca, Chu đại ca, gặp lại hai vị thiệt tốt quá. Đáng lẽ chúng tôi đã tới từ sớm, nhưng dọc đường đã gặp một chuyện rất là quái lạ đó, nên thưa dõi dò thám. Tới trẻ xin giáo chủ tha tội. Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi phát hiện hành tung của thiếu lâm nhà Võ Đan đó. Thì ra các người Thiếu Lâm và Võ Đan bị Triệu Minh nhốt trong dạng ăn tự của Đại Đô. Hèn chi mình đi tìm khắp nơi cũng không gặp. Theo tình hình này, cao thủ của Nga Mi, Hoa Sơn, Không Đồng và Côn Luân đều bị Triệu Minh bắt về Đại Đô. Triệu cô nương thiệt là thông minh. Đại Đô là nơi của Mông Cổ, muốn cứu họ cũng không phải là chuyện dễ. Ê, bọn Lính Nguyên muốn giết các người, sao các người thoát thân được vậy? Nhắc lại thì dễ sợ rồi. Lúc mà chúng tôi bỏ đi, phải giết chết mấy tên phu xe bị Lính Nguyên bắt về để thế chết đó. Và lý do gạch nát hết mặt của họ, thay áo quần của họ, để Lính Nguyên tưởng chúng tôi tàn sát lẫn nhau, không đuổi bắt chúng tôi. Rồi Chu đại ca, kế của ngươi tuy hay lắm, nhưng mong từ nay ngươi đừng giết người bừa bãi nữa. Dạ giáo chủ. Đợi mình ăn bài xong việc khởi nghiệp.